So what this guy doing here? Đang làm cái gì đây? Nữ con chuột. Man, this is a rat. This is rat. The guy like barbecue the rat right here. It's a rat. The hands, the two legs right there. Holy smoke. Từng ớt. Nguyên con ớt nè. Một cái dĩa ớt luôn. A plate of a frog right here, say frog. Em lên cái dĩa thằng chuột coi. And over here is a frog. You can see the whole frog but no head. Hands, two legs here. So this is the hometown lunch food. And it's the guy, the handsome guy here. That's it. I don't know what's inside. They have a bean and also they have a coconut. I don't know which one I open right now. Mình không biết bánh ít này là cái nhân gì. Mở đại đi. It's a coconut. Bánh ít. Ít that mean little. So bánh that mean cake. Bánh ít is little cake. So I'm gonna try it. Yeah, look at that. Hometown make. I'm gonna try that. Look at that, this one here, look at this one. It's good. Coconut flavor. And also they have a, what is that, a peanut also. It's sweet, but chewy because sticky. Sticky rice, they make it in sticky rice right here. Look at the way I eat. Look like nobody. Using hands, everything. Mess up. Eat it off. Good. I have two more to go. So the lunch time started. Bây giờ mình đã ăn trưa đây, bắt đầu ăn trưa đây. Mời cơm. Cơm trắng. Đầu bếp giỏi nhất ở đây. Cái gì cũng biết nấu. Là hại lắm ạ. Xong rồi thằng kia nướng bánh mì đặc sắc đi nè. Đây gọi là bánh mì khét. Ăn cho đã luôn. À, nó nướng sao mà nướng tới để nọ mắc áo gì ta. Làm nước nó đưa mắc cái áo vậy hả? It's too hot and especially you in front of the barbecue charcoal right here and it's the last rat, the last rat standing. No, I'm not gonna eat rat, but I eat the frog. Oh, look at the frog itself. Come on, look at that. So what I try? The bone, the crunchy bone, and the strong bone. Oh my goodness, like chicken flavor. The meat is so tight, chewy, and the flavor of the charcoal, barbecue. Wow, cái mùi nướng nó thơm quá ta. Nhưng xương lớn thì bỏ, xương nhỏ thì ăn luôn. Thấy giòn chứ. Con chuột này. Con chuột thì không ăn. Con chuột thì để cho cái thằng bên chim nó ăn. So the guy gonna eat it, not me. So he gonna eat the rat. Để lên trắng rồi. Nguyên con rồi. So it's rained almost every day.
walk under the rain to buy some fruit. Măng cầu ta không hả? À, như ở quê này mưa mỗi ngày gì đó. Bây giờ mà đang xài cái máy này mà không có chống nước để ra ngoài để quay kiếm trái cây ăn. It rains almost every day. Actually now I walk under the rain, go to buy some fruit. So I'm looking for this right here. I'm gonna buy this. Ăn được liền đấy nha. Ăn được liền hết rồi đó. Có bên trong nữa kìa. Này ăn được liền hết hả con? Đừng có lớn quá. Ăn liền nè con. Ăn liền hả? Có bào sẻ ra không vậy? Nãy mua trái về sẻ hư rồi. Hư hả? Dạ. Cái này không hư đâu. I bought one last time when I bring it back home, and when you open it up, you cannot eat it. Cái này bao nhiêu? So I'm gonna open it up and check it out. As long as it's good, I can take it. Ngon lắm. Nè. Oh, looking good. Yeah, you got it, yeah. Đó, thấy không? Yeah. So, it looks good. So, 60k. Có này, quay quay, có này. So, 60k. Cái này 2kg hả mà nhiêu? Cái này chưa tới 2kg. Chưa tới 2kg hả? Almost 2 kilogram, almost. Yeah, cảm ơn. Hay giờ vậy không á? Rồi em đã đi chưa hết. So this place is phở. It's not bad at all. It's local. It's cheap. So it's still raining outside, raining almost every day. So I have to find something to eat. I try to enjoy in Vietnam. Mình muốn thưởng thức đồ ở Việt Nam này, nhưng mà như mưa mỗi ngày ở đây. Bây giờ hôm nay mình lấy cái trái mãng cầu nè, mình mới mua nè. 60k. It's 60k. So I gonna eat this one. Enjoy it. Right here. All right. It's sour, soft, a little bit sweet. It's good. And a coffee. So I have to go to the market now to buy fish for dinner. Because it's not far away, some steps away from here. So I gotta buy some fish for dinner. So the market not far away, it's several steps away only. So I just walk. Bây giờ đang đi chợ ở đây, đi chợ mua cá về chiên giòn tối nay ăn tối. Mưa suốt ngày, hình như ngày nào cũng mưa hết. Mưa thì phải kiếm đồ ăn chứ. Nước không à. A lot of water here.
So we have reached to the market now. Not far away from home. So this is the fish market. Lớn không? Đâu có lớn đâu. I don't know what fish it is, a lot of fish that I didn't even know. And this is snakehead fish right here. It's 60k per kilo. Vậy con này, dớt luôn. So I gonna choose one snakehead fish and one white tilapia right here. So for dinner, một con cá lóc, một con cái đó là điêu hồng. Cái lớn nhất coi, cái nào cái lớn nhất rồi. The biggest one. So let's take a look around the market here. Nhìn một vòng đây nha. Ở đó là sông đấy. So the river behind here. So we're gonna buy some veggie. Some veggie, cucumber. So this is a mini cucumber here. Look very small, but it's tastes very good, crunchy. And we're gonna buy the watermelon. But you hold? It's very small. Cái đó cái vỏ nó có dày không? Mỏng hả? Chưa từng thấy quả nhỏ gì đó nha. That's very small. Look at my hand, I can hold like this. Watermelon. Bây giờ đâu có ai đi đâu. Mưa đâu ai đi đâu. Quay nước không bây giờ. Alright, let's go back. So it's still raining. Đi vòng phía sau nha. Thì mới con cỏ dép xong rồi không có gì chùi. Vô nhà đi. Nó cái cẳng mình còn dính á. Cái cẳng mình còn dính mà. Fish sauce. Wow. So we have fried fish and stew fish for dinner. Alright, our dinner is ready here. It's fried fish, watermelon, stew fish, cucumber, tomato, and another fried fish, rice, soy sauce, fish sauce, and that's it. Simple. So, I'm gonna try this. Fried fish. This is tilapia. Nothing special, but you know, it's fresh. Home cooked dinner. Mmm, still hot, fresh. Mmm, thơm ngon quá, nó tươi.
thứ nữa. Blue official, chắc có. Looking good. So I'm gonna try that. Vừa ăn quá không có mặn á, vừa ăn á. Ngon quá. Dinner with watermelon. See, I try this. So simple. That's all we have.